Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì em lên trên núi và ngày hôm nay thì muốn tâm sự đến các bạn chuyện là bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì có những cái nhược điểm như thế nào này, rồi nếu các bạn đi sang Hàn rồi đi ra bất hợp pháp thì nó có những cái vấn đề gì có thể xảy ra và có nguy hiểm hay không, có bị truy lùng hay không, hay là các bạn sẽ gặp những cái bất lợi gì, và ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ đến các bạn. Ngoài ra thì bất hợp pháp, nếu mà các bạn đi ra bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người tại Việt Nam? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số vấn đề về cuộc sống bất hợp pháp của công nhân, của những người Việt Nam tại Hàn Quốc nhé. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn qua đây là một khu đồi, gọi là chỗ này thì bình thường người ta làm nông nghiệp thì người ta sẽ trồng những cái cây như là cải thảo hay là bắp cái về trên này lên núi đó các bạn. Tuy nhiên thì năm nay ở đây họ không có trồng cây gì thì phải. Cho nên là bây giờ hoa cỏ dại đang mọc ở đây rất là nhiều như thế này. Hoa màu trắng các bạn thấy đây. Hoa nó rất là tự nhiên mọi người ạ. Và ở Hàn Quốc thì những cái cây tự nhiên nó mọc như thế này. Đây giống như là dạng cải dại ấy. Đây, hoa màu trắng và nó mọc tự nhiên như thế này rất là nhiều. Và ở trên núi như thế này thì bây giờ gió đang hiu hiu khá là mát. Nhiệt độ ban đêm thì khoảng 5 độ C, 6 độ C và ban ngày thì lên đến 18, 20 độ C. Và bây giờ thì đang có gió lên là cũng khá là mát. Chồng em thì đang lên trên suối để nối nước mang về nhà để dùng. Tuy nhiên thì chắc là do xây dựng cái đường ống nước nó bị mất rồi cho nên là phải nối lại. Bây giờ thì đang lên trên núi, ngày hôm nay nhà em cắt cây lên để quản lý cái ruộng, cái vườn cây ở trên núi này. Ngoài cái việc thu hoạch ra thì việc cắt tỉa bón phân và chăm sóc cây cũng là một trong những cái vấn đề khá là quan trọng và cần phải thực hiện hàng năm các bạn ạ. Và đây là cảnh trên đồi đây các bạn ơi. Giống như một thảo nguyên xanh rất là đẹp. Và bây giờ em lại phải đi sâu vào trong núi tiếp đây. Hello chồng. Palita. Chồng em chỉ bảo là đi nhanh lên thôi chứ chả thấy hỏi han gì cả. Và bây giờ thì em đã lên trên đồi và làm việc đây. Ngày hôm nay thì đi cắt cái cây này. Một năm thì cứ phải lên trên núi này xong rồi đi cắt cây, nói chung là làm cỏ các kiểu, gọi là chăm sóc. Khoảng mấy lần. Trên này thì khá là xa, nhiều lúc lên đây làm thì cũng khá là vất vả. Tuy nhiên thì cảnh nó cũng yên bình và công việc nó có thì phải làm, cho nên là cũng quen rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì bây giờ tâm sự thêm với các bạn, đó là nếu mà bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì và những cái gì thì là quan trọng. Đầu tiên thì quan trọng nhất đó là hộ chiếu. Hộ chiếu mà không có thì sau các bạn sẽ rất là khó để mua vé hay là làm thủ tục hay là về nước các kiểu. Và tiếp theo đó là tiền các bạn ạ. Ví dụ như là chúng ta đi sang bên này thì đối với những người hợp pháp thì nó đơn giản hơn, nhưng mà đối với những người mà đã đi ra ngoài, tiền rất là quan trọng. Tại vì khi mà các bạn không có rành tiếng nhiều thì những cái phí chi cho những cái khoản ngoài lề nó khá là nhiều. Đặc biệt là ví dụ như các bạn đi thuê nhà này, hay là ăn uống này, rồi đi lại. Thường thì sử dụng phương tiện công cộng thì nó khá là rẻ, nhưng mà phải biết tiếng là phải biết cách đi đúng không ạ? Còn nếu mà không thì thường toàn đi taxi thôi. Mà các bạn biết đấy, taxi ở bên này thì cứ 1 km là 3... cái gì nhỉ? Hôm nọ mình đi có khoảng 2 km đã mất 5.000 won rồi, là mất 100.000 Việt Nam đồng rồi đấy. Còn nếu mà bạn nào mà đi xa thì mất khoảng 900-1 triệu won là chuyện bình thường. Nếu ví dụ như đi từ Bắc đến Bắc, đi từ đầu đến cuối đất nước, nhiều bạn là phải di chuyển như thế để đi làm. Và khi mà các bạn đi xa thì các bạn cũng có thể mặc cả với taxi, là ví dụ như là tôi đi từ tỉnh này đến tỉnh kia thì khoảng bao nhiêu tiền thì các bạn có thể mặc cả được. Còn nếu các bạn không mặc cả mà chạy theo đồng hồ thì thực sự rất là nhiều tiền, tại vì họ cũng có thể chạy lòng vòng. Họ chạy không theo đường thẳng mà họ chạy theo một cái đường nó cong cong một chút thì các bạn mất rất là nhiều tiền. Và lần trước thì mình cũng đã gặp một anh chị mà đi taxi từ dưới Busan mà lên đến ví dụ như tỉnh trên mình đây là mất khoảng 900.000 won các bạn ạ. Phải mất 18-20 triệu tiền Việt Nam đồng là chuyện bình thường. Ví dụ như các bạn mặc cả thì cũng mất khoảng 10 triệu thôi, nhưng mà không mặc cả thì nếu mà đi chạy theo đồng hồ thì mất rất là nhiều như vậy. Thì nếu mà các bạn mặc cả này, ví dụ như là tôi đi từ điểm này đến điểm kia mất khoảng bằng này tiền này thì anh có ok không, anh chở tôi đi, nếu mà họ ok thì họ chở đi thôi. Hoặc là bây giờ có rất là nhiều những cái dịch vụ như là của taxi người Việt mình ở bên này đó, thì họ cũng chạy thì các bạn cũng có thể liên hệ, giá cả thì có thể là nó phải chăng hơn và mình có thể mặc cả, mình đàm phán được, nó rất là dễ đúng không ạ. Đấy là một vấn đề. Và có một số bạn hỏi là đi làm thì nhận lương như thế nào em, rồi gửi tiền về Việt Nam như thế nào. Khi mà các bạn đã đi ra ngoài thì sẽ không có tài khoản của Hàn Quốc, có nghĩa là ở bên này họ sẽ không làm tài khoản ngân hàng cho các bạn. Thì các bạn phải làm sao ạ? Nhận tiền mặt
thường thì đi làm là được nhận tiền mặt các bạn ạ. Khi mà các bạn nhận tiền mặt rồi thì các bạn muốn chuyển về Việt Nam thì các bạn có thể thuê dịch vụ. Ở bên này thì có rất là nhiều người họ chuyển tiền về và dịch vụ. Ví dụ như các bạn chuyển một lần về mất 30.000 won, 50.000 won là chuyện bình thường. Nếu mà đi gửi ngân hàng là cũng phải mất phí đấy các bạn ạ, cũng phải mất phí như vậy. Hoặc là các bạn cũng có thể mất phí cao hơn tại vì các bạn đã đi ra ngoài và chuyển về. Hoặc là nếu mà các bạn có người quen, người thân, có gia đình thì có thể chuyển về một cách dễ dàng. Cái đấy thì nó không có khó đúng không ạ? Giả sử như mình không có người quen, không có người thân thì những cái vấn đề đấy thì cũng phải lên xem xét. Đặc biệt là đi làm thì nhận tiền mặt này rồi chuyển về Việt Nam thì các bạn có thể thuê dịch vụ. Khi mà các bạn không biết nơi nào có việc làm này hay là các bạn khó có thể tìm việc làm thì các bạn có thể lên mạng vào những cái hội nhóm của người Việt bên Hàn Quốc ấy. Họ cũng hay đăng những cái công việc lên trên đó và bên môi giới việc làm rất là nhiều. Thì các bạn có thể có lấy số điện thoại ở trên đó và gọi điện này rồi hỏi việc. Mình đi đến nơi và họ sẽ đưa việc làm cho mình. Những cái vấn đề đấy thì mình chỉ mất cái phí đi lại này, hoặc là đôi khi là phí môi giới các bạn cũng phải trả. Phí môi giới thì tùy theo, ví dụ như có một người họ giới thiệu cái công việc A cho tôi, người đó giới thiệu việc cho tôi thì tôi phải trả, ví dụ như là nhận cái công việc làm đó thì phải trả cho cái người môi giới đó 200.000 won hoặc là 100.000 won các bạn ạ. Giống như là các bạn phải bỏ ra khoảng 3 ngày làm việc để trả cho cái phí môi giới đó cũng có. Nói chung là tùy theo từng người môi giới. Có người môi giới thì họ cũng không nhận phí và họ giới thiệu hộ. Nói chung là cũng tùy người. Có rất là nhiều trường hợp và mọi người ví dụ như là đi làm thì có thể biết chi tiết hơn một cách rõ ràng hơn nếu mà tìm hiểu thêm. Và những người bất hợp pháp ở bên Hàn Quốc thì có thể làm những cái công việc gì? Không chỉ có làm nông đâu các bạn ạ. Ví dụ như bạn nào mà không biết tiếng này hay là nhiều tuổi một chút thì thường đi làm ở công ty hay đi làm những chỗ khác thì nó hơi khó một chút thôi. Chứ còn nếu mà các bạn trẻ một chút thì có thể kiếm được rất là nhiều những cái việc làm. Làm nông là một trong những cái công việc dễ nhất, không yêu cầu nhiều, chỉ cần chăm chỉ và làm đúng giờ, đủ giờ là họ sẽ trả lương cho các bạn. Và làm nông thì một số những cái khu vực nông nghiệp tại Hàn Quốc lớn ấy, thường rất là nhiều việc. Đặc biệt là khu vực ở tỉnh miền Bắc mình Gangwon-do thì rất là nhiều việc làm nông các bạn ạ. Nhất là bây giờ đang là cái mùa làm nông vào khoảng mùa xuân, hè, thu. Mùa xuân thì sẽ thuê người đi trồng nhiều này, mùa hè thì thuê người đi bắt đầu là có thu hoạch này hoặc là có chăm sóc. Ví dụ như là nhặt cỏ, phun thuốc rồi các kiểu. Rồi đến mùa thu thì là thu hoạch, mùa thu hoạch ấy, thuê người như là thu hoạch táo này rồi thu hoạch bắp cải, củ cải các kiểu. Nói chung là việc thì rất là nhiều. Và ngoài những cái việc làm nông ra thì các bạn cũng có thể tìm thêm một số những cái công việc như là làm công ty hoặc là làm nhà hàng. Nếu mà làm nhà hàng ấy thì chỉ có một số những cái bộ phận đặc thù họ mới thuê thôi, thường thì họ thuê người hợp pháp. Là công ty thì có rất là nhiều người công ty thuê người bất hợp pháp các bạn ạ. Các bạn cần phải có mối quan hệ này, biết rộng một chút thì họ giới thiệu đầy việc. Hoặc là chúng ta tìm ở trên môi giới họ cũng giới thiệu hết, nhưng mà chẳng qua là môi giới thì chúng ta sẽ phí cho cái phí môi giới đấy là chuyện bình thường. Phí môi giới thì có người tốt nhất là các bạn lên làm theo cái kiểu là thanh toán một lần thôi, chứ đừng có mà bảo là ăn bao nhiêu phần trăm lương các kiểu, nó rất là phiền phức. Tốt nhất là anh A giới thiệu công việc B cho tôi thì tốt nhất là tôi trả, hỏi luôn là phí môi giới của em là bao nhiêu và trả một lần thôi, chứ đừng có bảo là trả bao nhiêu phần trăm đến lúc họ ăn hết lương của mình ấy các bạn. Và nên là các bạn nên hỏi là tôi có nhận tiền trực tiếp không hay là nhận tiền qua môi giới. Tốt nhất là các bạn nên học tiếng Hàn một chút thì mình có thể nói chuyện trực tiếp với chủ, mình biết được rõ chi tiết, chứ nếu mà qua hết môi giới nhiều khi bị lừa rất là nhiều. Và rất là nhiều người ví dụ như phải nhận tiền qua môi giới họ nhận lương của bạn rồi nhưng họ không trả cho bạn là chuyện bình thường. Và đến khi không tìm được thì cũng chả biết đằng nào mà lần các bạn ạ. Tốt nhất là mình nhận tiền trực tiếp thì là tốt nhất. Chủ họ đưa lương trực tiếp cho mình chỉ có trả phí cho môi giới thôi, có nghĩa là phí mất bao nhiêu thì mình đưa cho họ bấy nhiêu đấy. Còn nhiều khi mà không biết tiếng nhiều cũng thiệt thòi rất là nhiều, và bên này cuộc sống nó rất là bức bách. Nếu mà không biết này rồi là bị này nọ, bị lừa thì báo cảnh sát thì không được, tại báo cảnh sát thì bạn sẽ bị lộ. Còn nếu không báo thì mình lại bị thiệt mất lương này rồi, nói chung là đủ kiểu. Và đặc biệt là đối với người Việt Nam mình cần phải càng cảnh giác và cần phải càng rõ ràng và rạch ròi tất cả các khoản các bạn ạ. Càng lờ mờ thì càng rất là nhiều vấn đề xảy ra, nên mọi người lưu ý một chút về những cái chuyện đó. Và khi mà đi làm thì ngoài việc làm nông này rồi các bạn có thể đi làm công ty cũng rất là nhiều. Làm nhà hàng thì chỉ có một số những cái nhà hàng đặc thù họ mới thuê thôi, còn thường thì cũng ít. Hoặc là làm xây dựng. Đặc biệt là con trai mà bất hợp pháp làm xây dựng rất là đông, tại vì công việc xây dựng nó lương cao này rồi khá là vất vả và phù hợp với con trai rất là nhiều. Và đặc biệt là những chàng trai khỏe mạnh
có tay nghề một chút hay là có một số kinh nghiệm ấy thì các bạn có thể dễ dàng xin việc được ở một số những cái công trường ấy, nơi xây dựng các kiểu. Và có một cái lưu ý là các bạn luôn luôn phải chú ý an toàn, tại vì mình là bất hợp pháp mà không có bảo hiểm ấy, khi mà xảy ra những cái vấn đề như là bị thương hay là bị đau ở đâu ấy thì rất là khó khăn và vất vả. Đấy là một số những cái lưu ý. Một số bạn nói là có một vài người ở quê chị đấy sang bên này rồi đi làm trốn làm ngoài rất là nhiều tiền em ạ, rồi kiếm được bằng này bằng này, xây nhà xây cửa mua này mua kia. Và các bạn lưu ý là cái vấn đề đấy thì nó có nhưng mà cũng khá là vất vả, và họ phải sống ở bên này một cách lúc nào cũng lo lắng ấy các bạn. Lo bị người ta khai báo địa chỉ, lo bị bắt, đấy, lo bị trục xuất về nước, đấy là một điều. Điều thứ hai đó là khi mà đã sống hợp pháp, bất hợp pháp ở bên này thì các bạn sẽ phải sống đến khi mà các bạn xác định về Việt Nam, thì có nghĩa là về một lần là thôi. Cho nên là có nhiều người sống ở bên này đến 10 năm, 15 năm, 20 năm rồi mới về, thì cái khoảng thời gian đấy nhớ nhà rất là nhiều, chỉ biết gọi điện qua Facebook, FaceTime nhìn thôi, nói chung là muốn về cũng không được về. Thì đấy là một số những cái hạn chế này. Rồi Tết nhất các kiểu muốn về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, rồi thèm những cái không khí gia đình, thèm những cái không khí quê nhà thì cũng không có, thì họ rất là thiệt thòi. Ngoài ra thì đi làm bất hợp pháp so với những người hợp pháp thì thường là cũng bị đối xử hơn, làm việc thì cũng có thể là lặng nhọc hơn này. Rồi những người ví dụ như là hợp pháp thì họ có thể làm căng ra, ví dụ như là chủ đối xử mà không có công bằng ấy thì họ có thể làm căng ra, họ nghỉ việc các kiểu. Nhưng mà đối với bất hợp pháp thì cái việc đấy nó cũng giảm đi cái phần nào đó. Dĩ nhiên là các bạn cũng có thể làm được tất cả, tuy nhiên thì ví dụ như nếu mà bỏ việc ở đây thì tôi lại phải đi tìm chỗ khác rất là vất vả này, đi xa này, rồi chi phí này nó tốn kém, thì thôi cứ nhịn một chút. Vì vậy cho nên là cái độ chịu đựng, độ nhịn nhục của chúng ta thì nó cũng cao hơn. Và mọi người ở Việt Nam lưu ý là bên này làm được một số những cái đồng lương như thế đổi ra tiền Việt thì nó cao, nhưng ở bên này sống thì họ cũng rất là chắt chiu, rất là tiết kiệm và sống cũng rất là vất vả đấy ạ. Đi làm thì khổ cực này, rồi tiết kiệm được ra một ít tiền gửi về cho gia đình, chứ có phải là bên này có được tiêu sung sướng gì đâu. Xong rồi đi làm thì lại phải đi hết nơi này đến nơi nọ, rồi chuyển đổi nơi việc làm. Nói chung các bạn thấy chuyển nhà thì có cái gì sung sướng đâu ạ, rất là khổ. Rồi sinh sống thì cái số tiền mình kiếm được thì lúc nào cũng nghĩ là tiết kiệm được bao nhiêu thì gửi về Việt Nam bấy nhiêu, càng nhiều thì càng tốt, đúng không ạ? Cho nên là cái phần chi phí ấy, mình ăn ở thì nó cũng ở cái mức gọi là bình thường thôi, chứ có ai được gọi là sung sướng dư giả gì quá là cao cấp gì ở bên này đâu. Nhiều người còn tiết kiệm đến nỗi mà ở nhiều người một phòng là chuyện bình thường. Ví dụ như những cái bạn nam ở với nhau ấy, ví dụ 5-6 người ở một phòng rộng rộng, hoặc là có 2-3 người ở một phòng rộng rộng. Còn nhiều người nào mà cao cấp hơn thì ở một mình một phòng, thì đấy là chuyện bình thường. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu của từng người các bạn ạ. Và ăn uống thì cũng thế, ví dụ như là mấy người mà ở cùng nhau nấu nướng góp chung vào thì nó phải rẻ hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bạn thì cảm thấy là mình sống một mình thoải mái hơn, mình bỏ ra một ít tiền cảm thấy thoải mái sung sướng hơn thì cũng ở riêng đấy. Nói chung là cũng giống như Việt Nam mình thôi. Tùy theo từng cái tính cách và cái sự tiết kiệm của mỗi người thì cũng có cách ăn ở khác nhau. Nhiều bạn ở bên Việt Nam thì không biết ở bên này thì sống như thế nào, hay gọi điện sang thì nhiều người cũng nói tránh ra, ví dụ như là mình có vất vả có khổ ấy, nhưng mà cũng không dám kêu đâu, thì tại cũng sợ Việt Nam người nhà họ lo lắng này nọ, thì nói chung là cũng nói ôi giời có gì đâu, cũng không phải vất vả lắm. Hay là cũng có rất là nhiều trường hợp cô dâu ở bên này sống ấm ức khổ, hay là bị chồng đối xử này nọ, bị gia đình chồng khinh rẻ này nọ, tuy nhiên thì cũng có dám nói Việt Nam đâu ạ, sợ bố mẹ buồn này nọ, thì cũng chỉ biết nói ậm ừ cho qua thôi. Nhưng mà thực ra cuộc sống ở bên này nhiều người không phải ai họ cũng bày tỏ đúng theo cái hoàn cảnh sống. Dĩ nhiên là có người tâm sự bày tỏ thì tốt hơn, nhưng mà nhiều lúc bày tỏ ra thì sợ người khác lo lắng này, sợ bố mẹ buồn này nọ, thì cũng rất là nhiều người giấu kín. Nói chung là không phải ai cũng vất vả quá là khổ cực, nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp khổ lắm các bạn ạ. Cho nên là mọi người ở Việt Nam thì nhiều khi cứ thấy cái mặt tốt, những cái mặt sáng sủa, những cái mặt giàu sang, rồi thấy tiền bạc, chứ còn những cái mà người Việt Nam ở bên này phải chịu đựng hay là phải trải qua thì chỉ có những người đi, những người sống ở bên này thì mới hiểu được rõ, mới biết được. Chứ còn nếu mà nói qua lời nói như thế này thì cũng không thể bày tỏ được hết những cái sự khó khăn, và nhiều khi là thấy rất là ấm ức, thấy bức bách trong lòng ấy các bạn, đặc biệt là tiếng ấy. Tiếng mà không có biết mà thấy họ nói chuyện như là dùi cui đấm vào tai như nước đổ lá khoai ấy, thật là tức lắm.
Em thì bây giờ là cũng đỡ hơn trước một chút rồi, chứ còn đợt trước mà mới sang mà cứ thấy người ta nói chuyện là người ta nói cái gì đấy là mình cứ phải lắng tai nghe, xong rồi không biết là xem người ta có nói xấu gì không, tại vì cũng không có nghe hiểu hết ấy. Một vài từ thì nó cũng không ăn thua, cho nên là nhiều đôi khi là thấy cũng bức bách, cũng thấy khó chịu. Xong rồi nếu mà gặp người khác mà không biết nói chuyện làm sao, chào thì chào một câu vậy thôi, ví dụ như là gặp thì chào được, nhưng mà nói đến câu thứ hai, đến câu thứ ba là tâm nghịt rồi. Biết nói cái gì đây, nói câu nào cho nó đúng nhỉ, rồi là từ mới thì dùng từ nào, ngữ pháp thì phải dùng làm sao, nói mà sai thì sợ người ta cười đấy, nhiều khi là cũng nghĩ vậy. Rồi bên Hàn thì nó cũng có cái kiểu là nói với người lớn thì cần phải nói từ kính ngữ ấy các bạn, giống như người Việt Nam mình thì chào người lớn thì phải vâng vâng dạ dạ đúng không ạ, thì bên này cũng có, nhưng mà cái từ kính ngữ như Việt Nam mình thì chỉ cần thêm chữ chữ dạ chữ vâng vào cuối là được, nhưng mà ở bên này thì nó đổi hẳn cái từ nó đổi hẳn cái từ ngữ, cho nên là phải học nhiều, không học thì không biết là phải nói thế nào. Nói thì nói cái từ bình thường, nói theo cái từ phổ thông ấy thì nó không phải là kính ngữ, thì gọi là giống như là ăn nói náo tuyết rồi là thiếu tôn trọng đấy, kiểu vậy. Nói chuyện nhiều khi là phải giữ ý lắm, bên Hàn này nhiều khi nói chuyện đặc biệt là với người lớn, mình là người nước ngoài thì đôi khi là họ cứ châm trước họ bỏ qua, chứ đối với người Hàn thì họ nói là ui giời ơi thiếu lễ nghĩa, rồi là kiểu học vấn thấp cái kiểu đấy, họ cũng nghĩ như vậy đấy. Chẳng qua là mình người nước ngoài thì đôi khi họ cũng xí xóa cho, cũng nói chung cũng đỡ hơn. Cũng giống như các bạn thấy người nước ngoài nói tiếng Việt đấy, nhiều khi nói không đúng, hay là nói chuyện với mẹ chồng, hay nói chuyện với bố chồng, hay nói với người lớn mà đôi khi thiếu chủ ngữ vị ngữ là chuyện bình thường đúng không ạ. Nhưng mà mình thấy là họ là người nước ngoài thì mình cũng châm trước cho thì cũng đỡ chứ. Tuy là châm trước cho nhưng đôi khi mình nghĩ là thấy như thế thì có vẻ là thiếu sự lịch sự đấy, nhiều khi là cũng lo lắng nên là giao tiếp nó cũng kém đi các bạn ạ. Nhiều khi bây giờ em đi ra ngoài thì em cứ nói bừa, nói tuẹt, nói chung là không đúng cũng nói. Đúng thì tốt quá, không đúng thì sau mình sửa. Ví dụ như có người là tốt thì họ thấy mình nói sai thì họ cũng sửa cho, họ sửa cho rất là nhiều. Và bây giờ thì hơi nắng rồi, em sẽ phải đi vào trong nhà một chút đây, và vào nhà sẽ tâm sự thêm với mọi người nhé. Và mọi người nhớ theo dõi tiếp nào, và xem bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì có những cái vấn đề gì nữa, và chúng ta nên lưu ý, nên chú ý những cái điều gì. Do là ở bên ngoài trời nó nắng quá cả nhà, cho nên là em chạy vào trong nhà đây, và bây giờ sẽ ngồi ở trong này tâm sự với mọi người tiếp. Đối với bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì là như thế nào, có nghĩa là các bạn hết hạn visa mà vẫn ở lại Hàn mà không có về nước thì đấy gọi là bất hợp pháp. Vậy thì bất hợp pháp ở bên này thì đi làm có những cái vấn đề gì thường xảy ra? Đầu tiên thì là có bị ảnh hưởng gì tới cuộc sống các bạn không, rồi là nó có bị truy lục hay không. Nhiều người cứ hỏi là anh muốn sang bên này rồi cũng có thể bất hợp pháp, thì không biết là cuộc sống ở bên này nó sẽ như thế nào, có quá là gắt gao hay không, có bị công an truy lùng hay không. Thì đầu tiên là bất hợp pháp là trên giấy tờ là các bạn không hợp pháp tại Hàn Quốc. Vậy thì nếu mà bị cảnh sát bắt lại thì các bạn sẽ bị trục xuất về nước. Và thường thì cũng không có vấn đề lớn gì xảy ra nếu mà các bạn không phạm pháp gì tại Hàn, không có phạm gì luật giống như là trộm cắp hay là làm cái gì ảnh hưởng tới người khác, đến tài sản, hay là vi phạm một cái luật nào đó tại Hàn thì các bạn không có bị ảnh hưởng gì cả. Vậy thì khi mà các bạn ở bên Hàn làm việc bất hợp pháp, đến khi mà các bạn muốn về nước thì các bạn chỉ cần ra khai báo rằng là bây giờ tôi muốn về nước, thì các bạn chỉ cần mua vé và về thôi. Và có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là các bạn ở bên này bất hợp pháp bao nhiêu lâu thì sẽ bị phạt tiền. Phạt tiền thì như thế nào ạ? Có nghĩa là căn cứ theo cái luật của Hàn ấy, người ta bất hợp pháp sống ở bên và làm việc ở bên này tùy theo cái từng thời gian. Theo mình biết thì ví dụ như là khoảng 3 năm là các bạn bị phạt khoảng 10 triệu won. Bây giờ luật thì nó cũng có thay đổi rất là nhiều, và tùy theo từng cái thời điểm mà các bạn sẽ bị phạt số tiền khác nhau. Vậy thì họ đưa ra cái mức phạt đấy để làm gì ạ? Để cho nếu mà bạn nộp phạt thì sau này bạn cũng có cơ hội làm visa và quay lại Hàn Quốc. Nếu các bạn không nộp phạt thì các bạn cũng không cần phải chi trả một số tiền nào cả, và chỉ cần mua vé về nước thôi, và các bạn sẽ bị trục xuất vĩnh viễn tại Hàn, trục xuất vĩnh viễn khỏi Hàn Quốc và không được sang lại Hàn nữa, và cái cơ hội các bạn sang lại được Hàn rất là thấp. Thì đấy là một số những cái lưu ý. Và các bạn lưu ý là khi mà cuộc sống bất hợp pháp bên này thì không có bị truy lùng hay là không có bị cái gì cả, các bạn cũng sống bình thường như người ta thôi. Tuy nhiên thì nó cũng có một số những cái bất tiện, có nghĩa là khi mà các bạn đi ra ngoài đường những cái chỗ đông người ấy, hay là ví dụ như đi lên thành phố, thì thỉnh thoảng cảnh sát họ có gặp những cái người mà giống như khả nghi, hay là thấy mà các bạn có vẻ là người nước ngoài, thì cũng có thể đột xuất họ kiểm tra chứng minh thư, họ kiểm tra giấy tờ xem là các bạn có chứng minh thư giấy tờ hợp pháp hay không. Và nếu mà khi họ kiểm tra mà các bạn giấy tờ không hợp pháp thì họ sẽ bắt ngay lúc đó và trục xuất về nước. Thì đấy cũng là một lưu ý
Vì vậy là những người bất hợp pháp thì thường đi lại ở bên ngoài ấy, nhiều khi mà gặp những cái chỗ đông người mà gặp cảnh sát thì các bạn cũng lưu ý, và tốt nhất là lên tránh tụ tập hội họp hay là đàn đúng chơi bời quá khích hay là cờ bạc rượu chè tụ tập. Đấy là những cái nơi mà dễ bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Rất là nhiều nơi mà người Việt, cộng đồng người Việt mình, nhất là con trai các bạn, thì thường tổ chức nhậu nhẹt ăn uống rồi hát hò đúng không ạ, và bị bắt là chuyện bình thường. Và cũng có rất là nhiều người ví dụ như là gây hiềm khích với người khác cùng quê. Ví dụ như là tôi là bạn A này, tôi có xích mích với một anh B, thì anh B anh ghét tôi, anh ấy lại biết địa chỉ nhà tôi, thế là anh ấy báo cho công an rằng là ở cái địa chỉ này có một số người bất hợp pháp tại đang sống tại cái địa chỉ này, thì anh đến bắt đi. Thì cảnh sát họ cũng có thể đến cái nơi địa chỉ đó lục soát, và nếu mà bạn không có chứng minh thư hợp pháp thì họ cũng bắt lại, đấy là chuyện bình thường. Và đấy là một số những cái trường hợp, ví dụ như là các bạn lưu ý là đi ra ngoài đường này, vào những cái chỗ đông người hay là những cái nơi mà cảnh sát họ có thể kiểm tra bất thình lình cũng có, hoặc là có người khác báo cái địa chỉ của bạn. Vì vậy là những người sống bất hợp pháp bên Hàn thì thường ít khi cho biết địa chỉ của mình hay là biết cái thông tin cá nhân của mình cho những người khác, tốt nhất là ít người biết thì càng tốt. Tự dưng cái thằng nó ghét mình, thế là báo cho cảnh sát các bạn ạ, thế là cảnh sát có thể đến bắt bạn được, đấy là chuyện bình thường. Vậy thì các bạn sang Hàn Quốc thì có nên đi bất hợp pháp hay không? Theo lời khuyên của mình thì là không nên các bạn ạ. Mình biết là do hoàn cảnh này, rồi do điều kiện, rồi do rất là nhiều thứ vân vân và mây mây, thì cũng có rất là nhiều người sang bên này hết hạn visa thì trốn ra và sống ở bên ngoài. Vậy thì những cái trường hợp ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam, tới gia đình hay là tới cộng đồng xã hội, thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem nhé. Đầu tiên là nếu các bạn sống bất hợp pháp thì hiện tại ngay cái lúc đó các bạn có thể đi kiếm tiền. Nói chung là nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên thì sau về tương lai về dài nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Thứ nhất đó là ví dụ như cái xã của bạn, cái nơi bạn sinh sống đấy, cái huyện đấy mà có rất là nhiều người, ví dụ như một lượt đi là khoảng 400-500 người đi, thì phải đến 70% là trốn ra bất hợp pháp. Vậy thì sau này cái huyện của bạn sẽ liệt vào danh sách đen tại Hàn Quốc và sẽ trở thành cái khu vực bị cấm xuất khẩu lao động sang Hàn. Vậy thì khi mà bị cấm thì nó cấm sẽ trong vòng một thời gian nào đó, ví dụ như 1 năm, 2 năm hay là gì đấy, đến khi họ thấy cái điều kiện của cái khu vực đấy ok thì họ mới lại mở lại. Vậy thì về tương lai, về dài thì do những cái người đi sang Hàn bất hợp pháp, cho nên là những người đằng sau không thể đi được Hàn Quốc, hoặc là họ muốn xuất khẩu lao động, hay là cái tương lai, ví dụ như là cái lứa tuổi về em này, con mình, về em mình, con mình thì cũng muốn đi sang bên này cũng rất là khó. Đấy là một số những cái ảnh hưởng về bên gia đình tại Việt Nam. Về mặt xã hội thì nó như vậy, còn nếu mà bạn nào mà không nghĩ sâu xa quá về mặt xã hội thì nói chung là cái đấy thì tùy thuộc vào mỗi người các bạn ạ. Mình thì cũng có hay nói chuyện với một số những anh lao động thì cũng có rất là nhiều người tuân thủ, nói là anh không bất hợp pháp đâu, rồi là hết thời gian thì lại về rồi lại sang thì có gì đâu em. Bất hợp pháp sau này thì ảnh hưởng đến một số những cái thế hệ trẻ, rồi là đến tương lai, rồi cộng đồng xã hội sau này, thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề các bạn lưu ý. Ví dụ như năm nay là hiện tại cái tỉnh A là vẫn chưa vào trong cái diện cấm các bạn nhé, chưa vào trong cái diện cấm xuất khẩu lao động. Tuy nhiên thì sang năm có thể vào cái diện cấm, tại vì năm nay cái lượng người đi sang Hàn và trốn ra bất hợp pháp quá là đông. Vì vậy sang năm thì cái tỉnh đó lại vào trong cái diện bị cấm, hay là cái huyện đó, cái xã đó bị vào trong cái diện cấm xuất khẩu lao động, thì những cái người mà họ đang làm hồ sơ sang Hàn ở trong cái năm trước thì tự dưng mà bị cấm thì họ không sang được, thì cũng rất là khổ đúng không ạ? Nộp tiền này, làm hồ sơ này, học hành các kiểu chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà tự dưng lại bị cấm, thế là tự dưng lại không sang được. Thì đấy là các bạn nên lưu ý là bất thình lình năm nay các bạn làm hồ sơ có thể vẫn trong cái diện được sang, nhưng mà sang năm cũng có thể chuyển sang là cái huyện của bạn bị cấm xuất khẩu lao động. Vậy thì làm sao ạ? Thì vậy thì lại phải đợi đến khi nó mở ra, và đợi cái thời gian đến khi nó mở thì mình cũng không biết được chính xác là cái khoảng thời gian nào. Cái này nó phụ thuộc vào sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vì vậy là cũng chỉ biết chờ đợi thôi, tại vì nộp tiền vào rồi, học rồi thì bây giờ biết làm thế nào bạn rút thì không, rất là khó. Thì đấy cũng là một số những cái trường hợp tiến phái lưỡng nam. Bất hợp pháp ở bên này thì còn có một số những cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là về vấn đề thuê nhà ở các bạn ạ. Thường thì người Hàn họ cũng sẽ phải ký hợp đồng với người thuê nhà. Bất hợp pháp thì giấy tờ của chúng ta không có hợp lệ, cho nên cái việc thuê nhà đôi khi cũng khó. Nhưng mà không phải là không được, tại vì các bạn có thể nhờ những người hợp pháp họ thuê cho, họ đứng tên cho này đấy. Nhưng mà các bạn phải quen biết, rồi là phải có cái sự, nói chung là tin tưởng lẫn nhau. Và một cái phần nữa đó là nếu mà các bạn bất hợp pháp thì cái việc mà các bạn đi làm mới nhận lương đôi khi nó cũng có một số vấn đề. Ví dụ như là người chủ ấy họ thuê bạn, họ có thể trả tiền hoặc là không trả tiền.
Rất là nhiều người chủ họ thuê người bất hợp pháp làm và họ biết là mình giấy tờ không có ok. Thì nếu mà mình báo ra cảnh sát thì sẽ bị nộ, cho nên là đôi khi là phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng ngay đúng không ạ? Thì thường nhiều người chủ họ trốn, hoặc là họ trả lương chậm, hoặc là họ không trả lương, thì đến cái lúc đấy thì lại xảy ra cái vấn đề tranh chấp kiện tụng này rồi. Dĩ nhiên là các bạn có thể lấy được lương, những người bất hợp pháp có thể lấy được lương, nhưng mà phải báo ra cảnh sát này, rồi phải thuê luật sư này, phải lầy lọ đòi tiền thì dĩ nhiên là đòi được, nhưng mà mình lại bị lộ thì mình lại phải bị trục xuất về nước. Vậy là nhiều người ví dụ như là bị mất 1-2 tháng lương không được nhận là chuyện bình thường. Hoặc là các bạn là bất hợp pháp nhưng mà cũng phải cảnh giác đối với người đồng hương tại bên Hàn. Rất là nhiều người đồng hương ở bên Hàn thì là môi giới việc làm đúng không ạ? Và các bạn nên xem rõ những cái điều khoản và những cái điều kiện mà họ đưa ra, tại vì rất là nhiều những cái trường hợp bị lừa này, hoặc là lương các bạn bị ăn rất là nhiều. Chẳng hạn như là lương của các bạn họ nói là trả cho bằng này tiền, nhưng mà phải trả cho bất hợp pháp phải trả cho cái người môi giới đó bao nhiêu, thì đến khi các bạn nhận được lương nó mất khá là nhiều so với cái sức lao động của mình, thì đôi khi là cảm thấy khá là ấm ức này, rồi mình bỏ ra cái sức lao động như thế mà cái lương mình nhận được hơi bị ít thì đôi khi là cũng thấy khá là buồn. Thì đấy là một số những cái trường hợp. Và đôi khi những bạn bất hợp pháp thì biết ít tiếng đúng không ạ, và đi ra ngoài thì cũng hay bị ví dụ như đặc biệt là người đồng hương ấy các bạn, chứ còn người Hàn thì đặc biệt là mình giao tiếp nó cũng không có nhiều thì họ lừa mình cũng ít thôi. Và có một số những cái lưu ý là các bạn phải đi lao động ở nơi này nơi kia này, di chuyển rất là nhiều nơi, vì vậy là cái đồ đạc của các bạn thì tốt nhất là nên giảm thiểu tối đa. Tốt nhất là những cái đồ nào rất là cần thiết thì mới mua thôi. Tại vì ví dụ tháng này tôi làm ở tỉnh A thì tháng sau tôi có thể làm ở tỉnh B. Tại vì những cái nơi đó họ có nhiều việc làm này, lương cũng cao, thì các bạn di chuyển liên tục là chuyện bình thường. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nghe. Và khi đăng ký kênh thì các bạn nhớ nhấn vào cái nút thông báo để sau này nhận được thêm nhiều video. Và những video mình mới đăng lên thì các bạn có thể xem được ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khi mà lên trên núi là chồng em sẽ chắp tay đằng sau đít và đi kiểm tra một vòng.